xuất ngũ nên đi xuất khẩu lao động hay đi học nghề? Có phải bạn đang phân vân giữa đi học nghề và đi xuất khẩu lao động? Các bạn lựa chọn có nghề ở trong tay, có thể kiếm tiền ở bất cứ đâu, chủ động về thời gian, chủ động về thu nhập, hay sẽ đi xuất khẩu lao động để có một nguồn thu nhập cao hơn, tuy nhiên đổi lại phải xa gia đình, xa quê hương, kèm theo đó là công việc vất vả và có nhiều rủi ro? Với video ngày hôm nay, Bảo Ngọc sẽ gửi đến các bạn một cái nhìn khách quan hơn về hai sự lựa chọn này. Hãy theo dõi hết video để đưa ra sự lựa chọn phù hợp nhất dành cho mình nhé. Khi các bạn có kiến thức và có nghề ở trong tay, các bạn có thể kiếm tiền ở bất cứ đâu, thậm chí là ngay trên chính mảnh đất quê hương của mình mà không phải đi đâu xa xôi cả. Ví dụ như khi các bạn lựa chọn học các nghề như là sửa chữa xe máy, sửa chữa ô tô, sửa chữa điện lạnh, sửa chữa điện tử, điện dân dụng hay điện nước, hay thậm chí là các bạn có thể học các ngành như là pha chế và nấu ăn hay sửa chữa máy tính, các bạn cũng có thể tự mở cửa hàng ở ngay trên chính quê hương của mình, và thậm chí các bạn cũng tận dụng được chiếc thẻ học nghề của mình sau khi ra quân. Còn đi xuất khẩu lao động, các bạn bộ đội xuất ngũ là những đối tượng rất được ưu tiên trong khâu xét tuyển hồ sơ khi đi xuất khẩu lao động, bởi sự huấn luyện khắt khe trong quân đội là một tiền đề khiến các bạn được nhà tuyển dụng ưu tiên hơn. Và để đi xuất khẩu lao động, các bạn sẽ phải chuẩn bị một khoản tiền khá là lớn. Tuy nhiên, để có một mức thu nhập lớn hơn, các bạn phải chấp nhận làm việc ở một nơi xa xôi, công việc nặng nhọc, vất vả và có nhiều rủi ro. Thực tế là có nhiều xuất khẩu lao động sau khi về nước lại vẫn đang loay hoay để đi tìm cho mình một công việc ổn định. Sau một thời gian, các bạn dễ gây ra tình trạng chán nản và lại đi xuất khẩu lao động. Và ngay tại chính dạy nghề Thanh Xuân cũng đã tiếp nhận rất là nhiều hồ sơ của các bạn học viên là xuất khẩu lao động sau khi về nước. Các bạn là những người có nguồn tài chính rất dồi dào, tuy nhiên lại không có một cái nghề nào ở trong tay để có thể phát triển tối ưu với nguồn tài chính đó. Hiện tại đứng cạnh Bảo Ngọc đây là học viên Lê Văn Mạnh của lớp sửa chữa điện lạnh của trường dạy nghề Thanh Xuân, cũng là một học viên đã từng đi xuất khẩu lao động về nước, và chúng ta sẽ cùng lắng nghe trải nghiệm của bạn sau khi đi xuất khẩu lao động về nhé. Chào Mạnh, em giới thiệu một chút về mình với cả mọi người nhé. Em đến từ đâu nhỉ? Em chào chị ạ. Chào mọi người, em tên là Mạnh, em đến từ Hải Dương. Mạnh đến từ Hải Dương. Thì chị cũng được biết là trước đây em cũng có đi xuất khẩu lao động trong suốt thời gian là 10 năm. Thì em có thể là chia sẻ với tất cả mọi người về cái trải nghiệm của em trong cái suốt cái quãng thời gian em đi xuất khẩu lao động nhé. Trong suốt quãng thời gian khoảng hơn 10 năm em đi xuất khẩu lao động, thì bên nước ngoài thì em cũng làm qua nhiều công việc, thì cũng vất vả cũng có, mà công việc nhàn hạ cũng có. Trong cái khoảng thời gian em ở bên nước ngoài thì rất nhớ gia đình, nhớ nhà. Để có được một thu nhập cao ở bên nước ngoài ấy, thì phải đánh đổi được rất nhiều, như là sức khỏe, thời gian và rủi ro ở bên ngoài. Nói chung là nhiều cái nó sẽ tạo bất lợi, áp lực cho mình. Vì sao sau khi đi xuất khẩu lao động về nước thì em lại lựa chọn là đi học nghề? Khoảng thời gian mà hơn 10 năm em ở bên nước ngoài ấy, thì cảm thấy thiếu thốn cái sự gia đình, bạn bè, thì em sẽ quyết định là ở nhà mà chọn một cái nghề gọi là nghề điện lạnh, thì để làm lập nghiệp tại quê hương mình để cho gần gia đình, ông bà bố mẹ. Tức là lựa chọn nghề nghiệp để mình có thể phát triển tại chính quê hương của mình, để gần gia đình mình hơn, cũng là thứ nhất là cũng để là mọi người bù đắp lại tình cảm cho mình, mà cũng là mình bù đắp lại cho tình cảm cho mọi người trong suốt thời gian 10 năm đấy. Chị cũng biết là ví dụ như là trong cái quãng thời gian mà mình đi làm ở nước ngoài thì cũng có em cũng như là những cái người mà mình đi xuất khẩu lao động khác, thì ở bên nước ngoài thì cũng có rất là nhiều công việc khác nhau. Thì ví dụ như là có thể là đi theo đơn nông nghiệp, có thể là lái xe như em chẳng hạn, hoặc là có thể làm những cái công việc về điện tử hay như nào ở các xí nghiệp. Thì những cái công việc đấy liệu mà về Việt Nam thì mình có áp dụng để có thể phát triển được không? Nói chung là sang bên nước ngoài ấy, thì tùy vào những công việc có thể áp dụng tại Việt Nam. Như em bên đấy thì như em lái xe lưng ấy, thì về Việt Nam thì ví dụ như đi xin vào công ty mà lái xe lưng thì công việc nó cũng kiểu là gò, không được thoải mái, hoặc là thu nhập nó không được như mình mong muốn. Cảm ơn em rất là nhiều. Thì bán sức lao động ở nước ngoài để kiếm tiền không phải là dễ dàng. Nếu như các bạn muốn có một sự nghiệp dài hạn hơn, các bạn phải đầu tư cho bản thân, đầu tư cho sự nghiệp học hành, đầu tư cho trí óc của mình. Có như thế các bạn mới có thể phát triển lâu dài. Vậy theo các bạn, đâu là sự lựa chọn phù hợp dành cho mình, đi học nghề hay đi xuất khẩu lao động? Bảo Ngọc hy vọng rằng với video ngày hôm nay, các bạn đã có cái nhìn khách quan về hai sự lựa chọn này và cũng đưa ra được sự lựa chọn phù hợp dành cho mình. Hãy ủng hộ Bảo Ngọc bằng một like và một chia sẻ để Bảo Ngọc có thể đồng hành cùng mọi người trong nhiều video hơn nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.